kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng Giêng năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý Apple, Google loại bỏ Parler, ứng dụng thu hút người ủng hộ Tổng thống Trump Ông Mike Pence sẽ dự lễ nhậm chức của Tổng thống Biden Hoa Kỳ tung chiến lược mới nhằm kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông Cộng sản Việt Nam tính chi 1 tỷ Mỹ Kim để chống ngập cho thành phố Thủ Đức dân biểu trên đất Nguyễn hỗ trợ dự luật trợ cấp doanh nghiệp nhỏ 2.6 tỷ Mỹ Kim. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì hãng Apple và Google loại bỏ Parler ứng dụng thu hút hàng triệu người ủng hộ Tổng thống Trump trong thời gian vừa qua. Theo báo New York Times, vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng Giêng, cả hai công ty đều loan báo Parler không kiểm duyệt đầy đủ nội dung trên ứng dụng của họ để quá nhiều bài viết kích động bạo lực và phạm pháp xuất hiện. Parler nhận tự nhận là mạng xã hội tự do ngôn luận, cạnh tranh với Twitter và Facebook. Trong vài tháng vừa qua, Parler trở thành một trong những ứng dụng phát triển nhanh nhất của nước Mỹ. Hàng triệu ủng hộ viên của Tổng thống Trump chuyển sang dùng ứng dụng này giữa lúc Twitter và Facebook gia tăng ngăn chặn những bài viết tung tin giả và kích động bạo lực, trong đó có cả bài viết của ông Trump. Đến sáng thứ Bảy, Apple còn gọi Parler là ứng dụng miễn phí số 1 cho điện thoại iPhone. Nhưng chỉ vài giờ sau, Apple loan báo loại khỏi App Store của họ. Cái thú vị trước đó vào hôm thứ Sáu, Google cũng làm điều tương tự. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Phó Tổng thống Mike Pence sẽ dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử là Kamala Harris. Theo một bài viết về quyết định này, là cái thú vị NBC News cho hay vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng Giêng, dù là người trung thành với Tổng thống Donald Trump, ông Pence bị ông Trump chỉ trích vì không lật ngược kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn ở Quốc hội. Phó Tổng thống Pence cũng nằm trong số những giới chức bị kẹt trong quốc hội khi mà người ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào cơ quan vào hôm thứ Tư giữa lúc các nhà lập pháp đang kiểm phiếu đại cử tri. Và hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Biden. Sau đó, ông Biden đáp lại rằng ông Trump không dự thì tốt. Trước đó, Tổng thống Trump yêu cầu ông Pence bắt bỏ phiếu đại cử tri nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Theo dự trù, Tổng thống đắc cử Biden sẽ tổ chức lễ nhậm chức nhỏ, gọn hơn thông lệ, không có phần diễn hành truyền thống. Sau vụ bạo loạn ở Quốc hội hôm thứ Tư, vệ binh quốc gia được huy động 30 ngày cho lễ nhậm chức của ông Biden. Những phần tử cực hữu ủng hộ Tổng thống Trump tuyên bố sẽ trở lại Washington vào ngày nhậm chức 20 tháng Giêng và trong khi đó thì Hoa Kỳ công bố một chiến lược mới nhằm thích hợp các lực lượng hàng hải, bao gồm lực lượng tuần duyên để chống lại sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong chiến lược hàng hải mới của Hoa Kỳ cho thập niên tới, Hải quân, Thủy quân lục chiến và lực lượng tuần duyên đã cùng cam kết xây dựng sức mạnh hải quân tích hợp, đồng thời kêu gọi tăng cường phát triển những liên minh hàng hải theo tờ South China Morning Post. Văn bản chiến lược lợi thế trên biển được công bố hồi tháng trước đã xác định được mục tiêu của hải quân hoa kỳ là đảm bảo tự do hàng hải ngăn chặn hành động gây hứng và giành chiến thắng trong các cuộc chiến trung quốc là mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất hành vi và tốc độ phát triển quân sự của trung quốc đi vào một quỹ đạo buộc hoa kỳ phải hành động Và trong hơn một tuần vừa qua thì sau thời điểm nhà công viên Cộng sản Việt Nam loan bá quyết định thành lập thành phố Thủ Đức ở Sài Gòn, chính quyền có nhiệm vụ cần làm ngay là chống ngập bền vững cho Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được ghi nhận mới thành lập từ năm 2021, tức là đầu năm nay, từ ba quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2 của Sài Gòn. Báo riêng vào hôm 9 tháng Giêng đã dẫn lời ông Trần Phước Anh, quyền giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 của Sở là phối hợp, khai triển dự án chống ngập bền vững tại Thủ Đức bởi vì đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng do chính phủ và doanh nghiệp Hòa Lan thực hiện theo mô hình PPP. À, để khai triển dự án này, chính phủ Hòa Lan cần sự bảo đảm và cam kết hỗ trợ của thành phố để có thể kêu gọi đầu tư. Liên quan tình trạng ngập lụt ở Thủ Đức, báo Tuổi trẻ vào hôm 3 tháng Giêng cho hay trời không mưa, triều cường không cao, các con đường ở Thủ Đức vẫn ngập cả mét đề cập về giải pháp chống ngập cho thủ đức báo tuổi trẻ cho biết giới chức ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh cử người xuống túc trực đợi khi nước rút bớt mới kiểm tra xử lý thông thường thông đường cống và sửa chữa các miệng cống bị hỏng để giảm ngập ngoài ra phường này cũng đề nghị thành phố à, khai triển sửa chữa thay đường cống tại rạch cầu quán tuy vậy đến nay không rõ thời điểm thực hiện các vụ này. Đáng lưu ý là khi công bố quyết định thành lập thành phố Thủ Đức, các chính chức của Sài Gòn, bao gồm thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, chỉ mạnh miệng hứa hẹn đây là đô thị sáng tạo, khoa học công nghệ, thông minh trí tuệ nhân tạo, nhưng tuyệt nhiên né tránh cam kết về vấn đề thiết thực với người dân là chống ngập hiệu quả. Điều này khiến công luận nghi ngờ là nhà công quyền Cộng sản Việt Nam thành lập thành phố Thủ Đức chỉ để đẩy giá đất lên, còn chuyện người dân sống ra sao thì họ không quan tâm. Và liên quan đến phần tin ở cộng đồng chúng ta, thì chân biểu trên hết Nguyễn vừa chính thức làm đồng tác giả dự luật SB74 cung cấp 2.6 tỷ Mỹ Kim trợ giúp doanh nghiệp nhỏ tại California gặp khó khăn vì Covid-19. Thông cáo báo chí trong văn phòng của bà gửi ra vào hôm thứ Sáu ngày 8 tháng Giêng cho biết SB74 có tên là Đạo luật duy trì hoạt động California nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 97% doanh nghiệp tại tiểu bang đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế California chậm lại khi các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2020. Nhiều doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp khác nhau đóng cửa và mở lại nhiều lần, tùy thuộc vào hạn chế và quy định mới được ban hành trong suốt 10 tháng qua. Sự việc này làm ảnh hưởng tài chính và khiến nhiều người không có việc làm. Dữ liệu gần đây cho biết là gần 1/3 doanh nghiệp nhỏ không thể tồn tại sau tháng Giêng năm 2021 nếu không có thêm kinh phí hiện có tổng cộng 37 nhà lập pháp California ủng hộ dự luật này, mà theo đó sẽ tài trợ 10% doanh nghiệp nhỏ bị Covid-19 ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.